Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Thông minh ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2021, đang là buổi chiều tối tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại phân tích về chart Bitcoin nhé bạn. Ở video ngày hôm qua chúng ta đã có một video ngắn nói về Bitcoin ở trong cái khung H4. Thì ở đây mình sẽ cập nhật lại một chút xíu nha bạn. Thì chúng ta thấy là cái hành động giá khi mà điều chỉnh từ cái vùng là 64 và rớt giá xuống sâu nhất là cái vùng là 28.800 các bạn. Thì cái lần mà tăng giá đầu tiên hồi giá về cái vùng là 36.500 các bạn. Thì ngay cái vùng giá này đã bị từ chối tăng giá và tạo thành một hình đảo chiều và đẩy giá xuống các bạn. Rồi cái lần thứ hai nó lên kiểm tra đó là cái vùng 35.700 các bạn. Và cái vùng này vẫn từ chối tăng giá và đẩy giá xuống. Và cái lần thứ ba là cái vùng 34.500 và cái vùng này vẫn từ chối và đẩy giá xuống rất là sâu nha bạn. Phá vỡ qua cái trendline kênh kênh giảm giá song song nha bạn. Và đây, ngay đây là chúng ta thấy là những cái lực mua khá là tốt, những tín hiệu những cái doji giằng co ở đây. Và sau đó là hai cái cây nến Marubozu đẩy giá lên rất là tốt nha bạn. Và cái lực giá đẩy lên khá là ổn định. Và cho tới ngày hôm qua thì chúng ta thấy là cái vùng giá là 32.800 này. Đó là cái vùng giá quyết định được cái sự tăng giá hay là giảm giá. Thì hôm qua chúng ta đã có bài video kỳ vọng là sẽ điều chỉnh giảm về cái vùng là 31.900 nha bạn. Và cái vùng là 31.300. Thì chúng ta sẽ kỳ vọng là giảm về trong hai vùng giá này thôi. Tuy nhiên là các bạn thấy là sau khi giảm về cái vùng 31.900 này thì cái lực mua khá là tốt và đẩy giá lên tạo thành một cái cây nến rút chân bên ba này ha. Và tiếp tục là ở trong cái khung H1 này các bạn, nó đã tiếp tục những cái cây nến tăng giá Marubozu và những cái bóng nến nó dường như là không có nha bạn. Bóng nến trên nó rất là thấp, cho thấy là cái lực bán phía trên hình như là không còn nữa nha bạn. Rồi chúng ta sẽ đi qua về cái khung 4 giờ. Thì hôm qua chúng ta kỳ vọng là giá sẽ điều chỉnh lên và xuống, retest lại cái vùng giá là 32 30 32.900 này các bạn. 32.800. Thì các bạn thấy là sau khi mà cái lực đẩy giá lên á ở khung 4 giờ thì chúng ta thấy rõ ràng là đây là một cái cây nến bên ba, và sau đó là có một cái cây Marubozu không có bóng dưới và cũng như là không có bóng trên luôn các bạn, rất là ít ha. Thì cái lực tăng quyết định luôn, nó phá vỡ khỏi cái cấu trúc giảm các bạn. Thì như vậy thì bây giờ mình sẽ kỳ vọng nó sẽ điều chỉnh về cái vùng trên này thôi, cái vùng này, cái gạch ngang này các bạn. Thì bây giờ có khả năng sẽ điều chỉnh về trong vùng giá này thôi, là vùng 33.300. Rồi sau đó nó sẽ tăng giá lên và tiến thẳng lên cái vùng là khoảng là 36.500 nha bạn. Và cái lực tăng ở đây rất là rõ ràng rồi ha. Thì như vậy thì mình sẽ trong video này mình sẽ nghiêng về cái kịch bản là BTC sẽ điều chỉnh nhẹ ở đây về cái vùng 33.500. Ở đâu về cái vùng 33.300 nha bạn. Rồi sau đó là đẩy thẳng lên cái vùng là 36.500. Thì vậy thì video ngày hôm nay thì mình sẽ kỳ vọng là kịch bản tăng giá nha bạn. Rồi, nếu bạn nào thấy video này hay, hãy bấm like video, chia sẻ với bạn bè và cũng đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.